Xin chào tất cả các ông bố bà mẹ đã đến với video ngày hôm nay của Shop Mẹ Mẹ Thị Thảo ạ. Các ông bố bà mẹ ơi, mấy ngày hôm nay thời tiết nó từ mùa hè chuyển sang mùa thu, mưa nắng độ ẩm tăng cao thì các con rất là dễ bị bệnh luôn. Đặc biệt là ho đêm đấy ạ, con ho đêm này gặp các vấn đề về đường hô hấp. Thì các ông bố bà mẹ ơi, chúng ta đã tìm được một cái dòng nào tăng đề kháng mà nó ok xịn sò chất lượng cho bé chưa ạ? Hôm nay Shop Mẹ Mẹ Thị Thảo muốn giới thiệu đến các ông bố bà mẹ chúng ta một dòng tăng đề kháng có tên là dòng tăng đề kháng Dai Chi Kit, tăng đề kháng nấm linh chi của nhãn hàng Neo. Bạn này là dòng tăng đề kháng rất là chất lượng và xịn sò cho con. Tăng đề kháng nấm linh chi Neo Kit với bạn này có một cái hình chữ nhật và có in hình cây nấm linh chi rất là dễ thương đáng yêu ở đây cả nhà ơi. Bên cạnh đấy chúng ta đi mua tăng đề kháng của nấm linh chi rất là sợ hàng giả đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta sẽ phân biệt, đầu tiên nó sẽ có tem chống hàng giả và tem phụ phế bên hông. Trong này thì nó ghi đầy đủ các thành phần này của sản phẩm, bên cạnh đấy cái hàm lượng uống cho con và đầy đủ các thông tin của nhãn hàng cho mình. Thứ hai đó chính là có một cái tem chống hàng giả đầy đủ và tem tích điểm ở đây cho ông bố bà mẹ chúng ta vừa quét ra được nguồn gốc của sản phẩm là chúng ta tích điểm để nhận những cái phần quà thật là xịn sò của nhãn hàng cho chúng ta này. Thứ ba đó chính là cái mã vạch, mã QR ở dưới bên dưới để cho các ông bố bà mẹ chúng ta quét để ra được cái nguồn gốc của sản phẩm nha. Với bạn này thì bởi vì em đấy xịn sò nên trên thị trường nhiều hàng giả luôn, chúng ta cẩn thận khi mua hàng cho con của mình. Với tăng đề kháng của nấm linh chi với dung tích là 150ml của nhãn hàng Neo Kit phân phối vào thị trường Việt Nam, được nhập khẩu tại châu Âu, sẽ giúp tăng đề kháng cho con, tăng cường hệ miễn dịch cho con, vô cùng hiệu quả và lợi hại luôn. Đặc biệt là các em bé hay gặp các vấn đề về đường hô hấp như là viêm họng, viêm phế quản, viêm đường hô hấp trên thì với tăng đề kháng của nấm linh chi hỗ trợ rất là tốt luôn. Con nhà mình hay ốm này, hay mắc các bệnh như là gầy, ốm yếu và suy dinh dưỡng, con kém ăn, tiêu hóa kém thì các mẹ nên nhớ là dùng tăng đề kháng cho con để cho bé nhà mình có đề kháng khỏe mạnh nha. Với tăng đề kháng của nấm linh chi thì thành phần bao gồm đó chính là beta glucan, nấm linh chi, dịch chít của quả anh đào và vitamin C kẽm. Đây là cái dòng tăng đề kháng đầu tiên trên thế giới mà có bổ sung được dòng dịch chít nấm linh chi dành cho bé nhỏ đấy ạ, rất là thơm ngon dễ dùng luôn. Được làm ở dạng siro thơm ngon dễ dùng. Chúng ta uống này nó có một cái hương vị mùi thơm của nấm linh chi và rất là dễ uống luôn, thuyết phục được mọi em bé khó tính nha. Công dụng chính của bạn này đó chính là bồi bổ cơ thể này, giúp cho con nhà mình có một cái đề kháng khỏe mạnh này, kích hoạt được cái hệ miễn dịch bên trong cơ thể của con. Với tăng đề kháng của nấm linh chi cung cấp cho bé được 5 thì giúp cho cơ thể của con tự sản sinh ra được 5, giúp cho bé nhà mình tạo ra được cái kháng thể từ bên trong cơ thể của con để không phải phụ thuộc vào sản phẩm, hạn chế tối đa được ốm vặt cho bé nhà mình, thiên về đường hô hấp trên cho con, hỗ trợ tăng cường đề kháng, tăng cường cái khả năng miễn dịch cho bé nhà mình, hỗ trợ giảm các nguy cơ mắc các bệnh về đường hô hấp cho con, rất là hiệu quả luôn. Khi nào thì chúng ta cần bổ sung tăng đề kháng cho bé ạ? Khi con chuẩn bị tới trường, khi con đang ở trong cái môi trường ở gia đình được chăm sóc rồi, được bảo bọc này, đến một cái môi trường mới là tới trường đấy ạ, thì trẻ đông hơn, con rất dễ gặp các bệnh đường hô hấp như là truyền nhiễm, thì các mẹ có thể dùng tăng đề kháng để hỗ trợ cho con. Hay là thời tiết thay đổi như cái dịp gần đây các mẹ thấy là từ hè chuyển sang thu này, nào là dịch đau mắt đỏ này, rồi ho viêm họng của con, các bé ho đêm nhiều hơn, rồi dịch sốt xuất huyết, dịch sốt siêu vi, thì bạn này sẽ giúp hỗ trợ tăng cường đề kháng và miễn dịch cho con rất là tốt luôn. Em bé mà có cái cơ thể ốm yếu hay ốm này, hay mắc các bệnh về đường hô hấp, chỉ ở gầy ốm, bé kém ăn, kém hấp thu, và với những em bé thời tiết thay đổi một cái là con nhà mình lại chớm chớm ho bệnh rồi, thì bạn này là chân nài luôn, hỗ trợ cực kỳ ok và xịn sò cho con nhà mình nha cả nhà ơi. Với tăng đề kháng của nấm linh chi thì liều dùng cho bé từ 6 tháng tuổi, các ông bố bà mẹ chúng ta đã dùng cho bé nhà mình được rồi. Con 6 tháng mỗi ngày ông bố bà mẹ chúng ta uống cho con nhà mình là 2,5ml. Còn với bé nhà mình từ 1 tới 3 tuổi, mỗi ngày chúng ta cho bé nhà mình uống là 5ml, mỗi ngày một lần thôi nha. Với bé từ 3 đến 6 tuổi, mỗi ngày chúng ta cho bé nhà mình uống là 7,5ml. Chỉ từ 6 tới 11 tuổi, mỗi ngày chúng ta cho con uống là 10ml. Và chỉ trên 11 tuổi, đó chính là ngày 20ml nhá. Với dạng siro thơm ngon dễ uống nên là các bé rất là thích và dễ dùng luôn. Các ông bố bà mẹ chúng ta ơi, khi mà con nhà mình nó có một cái cơ thể gầy yếu này, đề kháng của con nó ốm yếu, thì thời tiết thay đổi một cái là với trẻ nhỏ mà
mà rất dễ là ho rồi sổ mũi viêm họng. Thì trong những cái dòng tăng đề kháng có mặt trên thị trường ấy, chúng ta sợ nhất là gì? Khi dùng thì nó hỗ trợ tăng đề kháng, khi ngưng thì con lại bệnh lại. Thì với em này không bị phụ thuộc đâu ạ. Với tăng đề kháng của nấm linh chi không hề bị phụ thuộc cho con. Nó giúp cho bé nhà mình có một cái đề kháng khỏe mạnh và không hề bị phụ thuộc vào sản phẩm, bởi vì bạn này nó kích hoạt được cái hệ miễn dịch bên trong cơ thể của con để cho bé nhà mình tự tạo ra được cái kháng thể ở bên trong cho bé. Và với nhãn hàng Neo Kit là một cái nhãn hàng rất là nổi tiếng về những cái dòng sản phẩm dành cho bé như là DHA này, vitamin tổng hợp cho con và tăng đề kháng nấm linh chi, được rất nhiều các feedback rất là tích cực của các ông bố bà mẹ. Các ông bố bà mẹ chúng ta ơi, ở đây gia đình nào mà có bé nhỏ thì đừng bỏ qua dòng tăng đề kháng xịn sò, tăng đề kháng nấm linh chi đến từ nhà Neo Kit các ông bố bà mẹ chúng ta nhé. Số mẹ Vy Thảo đã để lại thông tin liên hệ ở bên góc trái màn hình. Ở đây ông bố bà mẹ nào chúng ta muốn mua đặt hàng chính hãng cho con, muốn tham khảo dòng tăng đề kháng của nấm linh chi thì cứ nhắn tin vào số Zalo mẹ Thảo đã để ở bên góc trái màn hình. Nhân viên của số mẹ Vy Thảo sẽ tư vấn thật là kỹ, thật là tận tình để các ông bố bà mẹ chúng ta tìm hiểu và mua được dòng sản phẩm tăng đề kháng nấm linh chi nhé.